Sao Bằng Nhật xin chào các bác. Em giới thiệu các bác hai cái con máy dòng rửa bát TM nhé. Bên em vừa dọn xong. Một con ở dưới nó là dòng con TM1. Con ở trên đây là TME2. TME2 này thì nó tương đương với TM7 các bác nhé. Đời nó sản xuất năm 2014. Tương đương với TM7. Nhưng nó có nhiều cái tên khác nhau. Cái con trên này thì các bác nhìn thấy nó đang là màu mận này. Bên em sơn sang màu mận rồi, rất đẹp luôn. Để các bác nào mình thích cái màu nó lạ một chút thì cái không gian bếp của mình thì mình các bác lấy cái màu này. Đấy. Màu mận các bác nhá, cực đẹp luôn. Nội thất con này còn rất mới này. Nội thất rất mới luôn các bác nhá. Cực đẹp. Đấy. Đấy, các bác cứ nhìn những cái con nào mà nó cái khay rác này, khay rác này với cả khay bột rửa nó màu vàng này, nó là thuộc thế hệ của TM7 nhá. Đời cao đấy ạ. Nội thất rất đẹp luôn, sạch đẹp. Đấy. Nội thất sạch đẹp, màu đẹp luôn. Bảng điều khiển đầy đủ tính năng rửa nước nóng 80 độ C các bác nha. Tất cả tính năng đủ hết, hẹn giờ thứ này. Đấy. Một con rất đẹp. Em bán là cho các bác là 2,9 triệu nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Siêu rẻ luôn. Đấy. Màu cực đẹp. TME2 màu mận rất đẹp nhé. Tiếp theo là con ở dưới. Con ở dưới con TM1 cũng rất đẹp này. Con này thì màu trắng nha, sơn màu trắng các bác nha. Đấy, dọn dẹp sạch đẹp cho các bác luôn. Nội thất rất là sạch này. Đấy, đối với những cái phiên bản này nội thất quá đẹp luôn, sạch đẹp. Đấy, nội thất trên cũng rất đẹp nha. Đấy, TM1 ra về cơ bản thì tính năng không có gì khác nhau đâu ạ. Về cơ bản tính năng các model không có gì khác, cũng đều rửa với nước nóng 80 độ C và rửa xong thì sấy khô diệt khuẩn. Như vậy thôi, không có cái gì khác biệt cả. Cái TM1 này thì em bán là 2,7 triệu. Cũng bảo hành 1 năm, chi phí vận chuyển trên bên áp. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.